Sống đúng, sống đẹp thứ tư 20 tháng Giêng năm 2021. Như tiếng mẹ ru, à ơi cho những đêm con sông chiều. À ơi như tiếng mẹ ru, à ơi như một công dân ca. Sống đúng, sống đẹp thứ tư 20 tháng Giêng năm 2021. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang sống trong tuần lễ cầu nguyện cho việc hiệp nhất giữa các Kitô hữu từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng năm 2021. Chúng ta đã bắt đầu ngày thứ nhất trong tuần Bát Nhật, tuần 8 ngày là thứ hai 18 tháng Giêng. Rồi ngày thứ hai là thứ ba 19 tháng Giêng. Và hôm nay là ngày thứ ba trong tuần 8 ngày, ngày thứ tư 20 tháng Giêng năm 2021. Chủ đề của tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô hữu năm nay đó là hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Anh em sinh hoa trái. Lấy ở trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 15 câu 1 đến câu 17. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng thinh lặng để xin Chúa Thánh Thần thánh hóa giờ cầu nguyện này. Xin Chúa Thánh Thần hiệp nhất chúng ta nên một với nhau, dù chúng ta ở khác xa nhau trong không gian, người ở Việt Nam, kẻ ở Mỹ, kẻ ở Âu Châu, ở Á Châu, ở Phi Châu. Dù chúng ta có thể là người Công giáo hay là người Tin Lành, là chính thống giáo, là Anh giáo, thậm chí là những người gọi là ngoại đạo, những người chưa có bất cứ một tôn giáo nào, nhưng anh chị em đã đến với lòng thương xót Chúa, đã cầu nguyện. Và giờ đây chúng ta cùng hiệp nhất với nhau để cầu nguyện cho việc hiệp nhất trong hội thánh, hiệp nhất trên thế giới. Xin ngôi Bà Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân tràn chứa, thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Hôm nay là ngày thứ tư, chúng ta đang sống trong năm thánh đặc biệt Kinh Thánh Giuse. Anh chị em dâng giờ cầu nguyện này, dâng buổi chia sẻ tĩnh tâm này để lãnh ơn toàn xá trong năm thánh Giuse. Kết thúc chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh Giuse để lãnh ơn toàn xá. Ơn toàn xá có thể chỉ cho mình hoặc là cho các linh hồn đã qua đời, để xin Chúa tha các hình phạt đáng chịu vì tội, để được về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Và khi chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời như vậy, đó cũng là hiệp nhất. Khi chúng ta cầu nguyện cho nhau, đó cũng là hiệp nhất. Xin Thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa cho các gia đình được hiệp nhất với nhau. Nguyện xin Thánh Cá Giuse quyền cao sang, dày đang đo đầy ơn phúc trên thiên đàng, cứu giúp chúng con thế trần lâm than, ngày đêm đem về nơi yên vui phúc nhàn. Thưa anh chị em, chúng ta đã nói với nhau là ở lại trong tình thương của Chúa và sinh hoa trái.
trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 15 nói về cây nho đích thật. Cây nho đích thật chính là ta, và cha ta là người canh tác. Nhành nào không sinh quả, người chặt nó đi. Còn nhành nào sinh quả thì người tỉa sạch để nó sinh quả nhiều hơn. Cây nho đích thật chính là ta, và cha ta là người canh tác. Vậy thì mỗi người chúng ta là những cành nho, những nhánh nho dính vào cây nho là chính Chúa Giêsu. Hiệp nhất với Chúa là như vậy. Chúng ta vẫn nói mình ở lại trong Chúa. Bây giờ hình ảnh hôm qua ta nói ở lại trong Chúa là mình dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Hình ảnh hôm nay mình nói rằng ở lại trong Chúa là tôi dính vào với Chúa. Ở lại nó còn có thể chạy chạy được, còn đây là dính vào là hết chạy. Thưa anh chị em, bây giờ người ta có loại keo gì đó, keo dán sắt gì đó. Tôi nhớ có một thời mà đi diệt chuột, gọi là keo diệt chuột. Người ta quảng cáo keo diệt chuột, nghĩa là tôi không biết là cái gì. Người ta bán cho một miếng, có bằng tờ giấy này, nó có dán keo đó. Nói cha về cha cho ít cơm hay là thịt gì đó để cho chuột nó vô nhào vô. Nhào vô nó ăn cái miếng đó là chân nó dính vào cái keo đó, nó không chạy ra được, gọi là keo diệt chuột. Thì tôi cũng làm rồi, để dưới gầm giường, rồi cũng để cái miếng đậu phộng gì đó để cho nó thơm thơm. Sáng ra thì chuông dậy lễ, mắt nhắm mắt mở bước xuống, chuột đâu không dính chân mình. nó để xong gầm, để nó lòi ra, mình cua chân cua gơ cái dép để mà xỏ vào để đi. Vừa mới cua vào chuột nó không dính, cái chân mình dính, bực cũng chịu được. Sáng lễ vội chớ dứt ông ra, dính chặt khó chịu lắm. Thưa anh chị em, lúc mình gỡ ra mình gỡ không được, mới thấy rằng là cái gì mà nó dính vô nó không gỡ được, bây giờ mình làm sao mình dính vào với Chúa được để không gỡ ra được. Nguy cơ ở chỗ là có khi mình dính vào cái khác rồi, đó mới là cái chết. Thế vì dính vào với Chúa, dính vào với lòng thương xót Chúa, như là có mấy bà già bà đi lòng thương xót Chúa từ hồi mà tôi làm ở nhà thờ huyện sĩ, rồi về Chí Hòa, rồi xuống giáo điểm, bà cứ đằng đẵng bà đi theo. Lúc bà lên bà chia sẻ, mà sao mà bà lì quá vậy, bà đi từ huyện sĩ rồi tôi chạy huyện sĩ, tôi về Chí Hòa, tôi chạy Chí Hòa, tôi chạy về tới giáo điểm, bà vẫn đi. Rồi hôm mà tôi về tới trung tâm mục vụ, vừa bước ra cổng thì bà đứng sẵn bà chờ. Tôi nói sao bà lì quá vậy bà. Bà nói con lỡ rồi. Lỡ cái gì? Bà nói, lỡ yêu rồi làm sao quên được cha ơi. Bà yêu tôi à? Bà không, không, con không còn yêu cha nữa. Bà yêu ai? Yêu lòng thương xót Chúa. Bảo lỡ dính vào với lòng thương xót Chúa, dính rồi không bỏ được. Có giống như người, có người bảo ghiền lòng thương xót Chúa rồi. Có người nói là không nghe máy này, nó ghiền rồi, dính vào rồi, không nghe là không chịu được. Có người đến nói, cha đổi con cái máy khác đi cha ơi, máy nghe gì mà hư hoài. Bảo sao máy sao hư, máy tôi tốt lắm mà sao hư được. Bao nhiêu người đâu nói hư đâu. Bảo sao bạn hư, thực ra con nghe nó bị trục trặc. Bảo bà nghe sao, dạ con nghe đâu có nhiều đâu. Bảo nghe bao lâu rồi, bảo con mua 6 tháng rồi, cha tặng cho con hôm đó đi lễ gặp cha tặng con 6 tháng này rồi. Bảo 6 tháng rồi bà nghe sao mau hư thế, con nghe có nhiều gì đâu, sáng nghe chiều nghe tối nghe sáng mai. Nó không có nghe, không ngủ được, không chịu được. Cho nên cứ nghe đến sáng mai lúc nó tắt, lúc nào nó tắt, hết pin nó tắt à, chứ còn không có tắt. Ở máy mà bà chơi như thế đó, máy nào mà chịu nổi, máy nào mà chịu nổi bà. Nhưng mà con lỡ dính vào rồi, dính vào lòng thương xót Chúa rồi. Giống như là Phaolô bảo là Chúa chộp lấy tôi không cưỡng lại được. Phaolô nói như thế, Chúa là người đi đầu. Ta nói Chúa là người đi sinh sự. Sinh sự rồi sự mới sinh. Tôi đang yên ổn nó chả sao cả. Tôi đang sinh hoạt mới đi du học về, tính làm
giáo sư, rồi tiếng làm nhà tư vấn tâm lý, rồi sinh hoạt giới trẻ. Máu của tôi là máu giới trẻ, tôi mê sinh hoạt giới trẻ. Làm hôm qua dâng lễ nào đó mới ban kỳ dâng lễ cho tạ ơn cho đứa cháu. Tôi có hai đứa cháu nó mới chịu chức linh mục, đứa cháu nội đứa cháu ngoại, ngoài địa phận Thế Bình. Cái đây chắc khoảng gần 10 năm chúng tôi đi rao giảng lòng Chúa thương xót ở ngoài miền Bắc. Lúc đó một ngày đi ba nơi, chạy Thái Bình rồi Hà Nội Thái Bình, chạy như là trong chóng. Mà mỗi lần đến nhà thờ nào là người ta biết, người ta kéo đến đùng, không thể tưởng tượng được. Cha nào cũng bảo từ xưa giờ chưa bao giờ mà người ta đến đông như thế này. Thì tôi mới thấy rằng là cái sức hút của lòng thương xót Chúa đó. Người ta đến là muốn ở lại trong lòng thương xót Chúa là như thế đó. Đông, đông mức độ mà người ta leo lên ngọn cây rồi đeo lên leo nóc nhà chung quanh. Những cái hình ảnh nó quay được video thấy dễ thương, dính, dính vào. Thế thì có hàng cháu, lúc tôi về dưới An Lạc, nó đi giúp lễ, tôi nhìn thấy bảo, trời, có hàng cháu này mà mốt mà làm cha hay biết chừng nào. Mình, dòng họ mình chưa thấy nào đi tu cả. Giờ đúng 10 năm sau, hai đó nó chịu chức. Một thằng thì là cháu nội, chịu chức ngày 7 tháng 12, 2019. Còn thằng cháu ngoại chịu chức ngày 8 tháng 12 năm 2020 về nhà thờ Thiên An dâng lễ tạ ơn hôm thứ 6 à 15 nhà thờ Thiên An. Thì thưa anh chị em, tôi nói với hai đứa bảo có đi theo Chúa không? Bảo theo Chúa làm gì, đi vào con đường lòng thương xót ấy. Bảo tự do cố gắng, cố gắng. Mà thấy con tên nó cũng vẻ hăng hái nhiệt thành với lòng thương xót Chúa. Thì anh chị em thấy rằng là khi mình đến với lòng thương xót Chúa thì Chúa đã đứng chờ sẵn này. Rồi Phaolô bảo Chúa chộp lấy tôi không cưỡng lại được. Trên Phaolô đang cưỡi ngựa mà, đang rong ruổi đi mà đi tàn sát những người đi theo Chúa mà, những người tin vào Đức Giêsu Kitô mà. Cho rằng đó là rối đạo, là lạc đạo, là phản đạo, là tà đạo. Phải giết. Rồi Chúa làm cho Phêrô ngã ngựa. Chúa chộp lấy Phêrô. Phaolô, Chúa chộp lấy Phaolô. Và Phêrô thì lại Chúa chộp cách khác, là đang ở trên thuyền. Hai ông hoàn toàn khác nhau. Cũng chộp đấy chứ. Đang là thả lưới đánh cá, chộp lấy, dứt khỏi cái con thuyền. Mà Phêrô đang dính chặt với con thuyền. Vì đó là nồi cơm, đó là miếng cơm manh áo, đó là cuộc sống của ông ta. Dễ dàng như mà dứt ra khỏi cái đó được, không có dứt được cái đó. Mà dứt ra được thì keo đó, keo Giê-xu đó, keo lòng thương xót Chúa đó phải mạnh hơn keo diệt chuột. Mạnh hơn keo diệt chuột. Thế thì mình đã bị những cái keo gì nó dính, anh chị em mình coi lại rồi. Để tôi không dứt ra mà dính với cái keo lòng thương xót được. Keo đó có thể là danh vọng, mê danh vọng. Có những người mê danh vọng đến mức độ mà ở ngoài đời cũng vậy, vô trong đạo cũng vậy, vẫn phải có danh, vẫn phải có chức. Mê danh vọng lắm. Đã sống ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Cho nên lúc nào cũng phải có được áo mão cân đai, phải có cái gì đó mới chịu được. Mê danh vọng, chức tước khủng khiếp lắm. Cái chức nó dính chặt lên mình. Làm sao mà đi tu thì phải được cái này, được cái nọ, được cái kia. Làm linh mục thì muốn làm giám mục, làm giám mục thì muốn làm hồng y, làm hồng y thì muốn làm giáo hoàng, làm giáo hoàng thì không biết muốn làm cái gì nữa. Thưa anh chị em, có những người đam mê danh vọng, đam mê chức tước, đam mê quyền lực. Tại vì nó đi với nhau, có danh vọng, có chức tước thì có quyền lực. Chứ cái ông bảo vệ đôi khi cũng có chức bảo vệ mà cũng có quyền đấy, vô và loạn quạng. Tôi đến mấy chỗ vô làm lễ và bảo vệ không cho vô ấy chứ, tại vì thấy mình mặt thường quá, không có thấy chức tước địa vị sang trọng gì cả. Đi xe kẹt kẹt, đội cái mũ kẹt cà tàng vô đâu đi làm lễ đi đâu. Dễ đâu, bảo vệ cũng tỏ cái quyền lực của họ ra. Đến thậm chí người làm vệ sinh họ cũng tỏ quyền lực của họ ra.
ai cũng muốn chứng tỏ cái quyền của mình hết. Mà càng có chức bao nhiêu thì càng muốn chứng tỏ cái quyền bao nhiêu, gọi là quyền chức hay là chức quyền, tức là có chức có quyền, rồi đinh có tiền và có tình, nó dính trùng với nhau. Mà nó dính trùng với nhau vậy thì nó dính với mình thì làm sao mình tách nó ra được. Anh chị em nghĩ đi, một ngón tay nó móc vào mình như vậy mà bây giờ bốn ngón tay nó nắm chặt như thế này thì sao mà ra được một cái thì còn hy vọng. Chức đấy, quyền, tiền, dính thêm cái tình nữa là amen rồi, cuối cùng là tù. Tù thôi, tự mình ở trong cái nhà tù, tù chung thân mà vẫn thấy sướng. Vì tôi có chức, tôi có quyền, tôi có tiền, tôi có tình, ngu gì tôi thoát khỏi cái nhà tù đó. Mà dính vào với ai? Dính vào với một người tứ cố vô thân. Dính vào với một người có chức không? Không. Có quyền không? Không. Có tiền không? Không. Có tình không? Có. Nhưng mà cái tình này đó là cái tình bao la, tình tuyệt vời, tình đó là tình yêu thương hết mọi người. Thôi không dám đâu, yêu mình tôi thôi hà. Yêu hết mọi người ai chịu nổi. Mình chỉ muốn độc quyền, độc quyền trong tình yêu. Còn đây ông yêu hết mọi người, đi cho khác chơi, tôi không chơi với ông. Vậy thì với một người không tiền, không quyền, không chức, chỉ có một cái tình yêu, gọi là tình yêu vô vì lợi, vô điều kiện, sao mà dứt mình ra được, mình dính vào được? Khó lắm. Nếu mà xét theo phương diện tự nhiên, đúng không? Còn đây ta không thuộc về thế gian này. Nếu nước ta thuộc về thế gian này, ta đã thế này, ta đã thế kia, nhưng mà nước ta không thuộc về thế gian này. Phải, tôi là vua, nhưng mà không phải như vua chúa trần gian dùng quyền mà thống trị. Còn vua đây là càng làm lớn bao nhiêu thì càng cúi xuống mà phục vụ, làm hầu hạ người ta bấy nhiêu. Chịu nổi không? Ta không có chịu nổi đâu. Ta không muốn dính đến cái ông đó đâu. Dính đi ông đó là mệt lắm. Thậm chí mà quý bà sơ, trong dòng của Faustina nói rằng là cái cô Faustina này, mỗi lần cô đi đến đâu, cái bà sơ này, mỗi lần bà sơ này đi đến đâu là cái khó khăn nó cứ trồi lên, bước bước là khó khăn nó trồi lên, bước bước khó khăn nó trồi lên, bước bước khó khăn nó trồi lên. Cái này chắc chắn phải có bàn tay của Chúa Giêsu nhúng vào nó mới như thế này. Một là gặp khó khăn như thế này thì người ta không chịu nổi, mà sau bà này bà ấy chịu nổi thì có nghĩa là phải có Chúa nhúng tay vào. Cái thứ hai nữa là một nữ tu bình thường mà tại sao lại có nhiều khó khăn lại cứ trồi lên như thế này thì cũng chắc là có, chỉ có Chúa nhúng vào mà thôi. Cho nên Chúa nhúng vào cái chuyện này. Mà Faustina bảo rằng là Chúa là ông kệ hay sao vậy? Mà Chúa cứ nhúng vào, mà Chúa nhúng vào đến đâu là con mệt đến đó. Mỗi lần Chúa hiện ra với con là ý như rằng có chuyện, là nhà dòng bắt đầu sầm xì, chị em bắt đầu nghi ngờ, rồi bề trên bắt đầu phàn nàn cảm giảm. Thôi, không chơi với Chúa nữa. Chúa nghỉ chơi con đi, Chúa đừng dính đến con nữa. Có bao nhiêu người khác ấy, bề trên này, rồi người có tài, có đức này, sao Chúa không dính họ mà Chúa cứ tìm con, Chúa cứ quyến rũ con hoài. Chúa quyến rũ mình. Tin mừng lời Chúa chúng ta đọc, Chúa quyến rũ tôi, Chúa đưa tôi vào trong rừng. Chúa quyến rũ mình, Chúa chụp dịch lấy mình, Chúa muốn là mình dính như keo dính chuột. Mà Phaolô bảo rằng là trong tôi bóng tối và ánh sáng, phần thượng và phần hạ, cái điều mà tôi biết rằng xấu thì tôi cứ làm, cái điều rằng tôi biết rằng hay là tốt thì tôi lại không làm. Biết rằng lòng thương xót Chúa là tốt, là đẹp, là hay đó, mà có mấy người đi vào lòng thương xót Chúa? Nhưng mà bây giờ họ cảm nhận được điều đó, họ chạy đến với lòng thương xót Chúa. Hôm tôi làm lễ tạ ơn rồi chia sẻ bài giảng trong đó, ngày lễ thứ 6, 15, giảng trong lễ tạ ơn cho thằng cháu mới dẫn các vụ linh mục. Tôi nói với họ đó là tại vì lấy câu lời Chúa mà cháu tôi nó chọn là hãy theo thầy. Khi Chúa Giêsu hiện ra với lại Phêrô và
nó rằng con có yêu mến thầy không? Yêu mến thầy thì chăm sóc cái chiên thầy. Cuối cùng chúng nó hãy theo thầy. Theo một cái người mà thiệt tình. Anh có yêu tôi không? Anh yêu tôi thì anh phải lo cho tôi chứ. Anh nói anh yêu tôi mà anh để cho con cái nó đói khổ như thế này à? Anh yêu tôi mà anh để cho tôi rồi không có một cái vòng vàng để mà đeo, không có cái xe để đi, không có gì để đua đòi với chị em. Anh bảo anh yêu tôi là yêu cái gì? Yêu cái miệng của anh yêu cái gì? Anh yêu tôi thì anh phải lo cho tôi. Chúa ngược lại, con yêu tao? Dạ yêu cha, chú biết mà. Bây giờ Phêrô không dám nói mạnh nữa. Chú biết mà, là chú biết cái thằng này nó hay nói mà nó không có làm. Chú biết cái thằng này nó hứa mọi người bỏ thầy con cũng không bỏ thầy. Nhưng mà chốc nữa không, bộ đội gái nó mới hỏi: này ông có phải là biết với ông Giê-xu không? Thì Phêrô đã chối bay bài: tôi mà biết sao lửa cán đứt cổ. Phêrô biết, bây giờ không còn dám mạnh miệng. Thầy biết mà, thầy hỏi kỳ quá. Thầy biết rằng con yêu mến thầy. Yêu mến thầy như thế nào thì thầy biết rồi đó. Hãy chăm sóc cái chiên của thầy. Cái lòng thương xót Chúa đi ngược lại. Chúa dính với người ta bằng cái kiểu khác. Là nếu mà con dính với ta thì con cũng phải dính với người khác đó. Nếu con yêu mến ta thì con phải chăm sóc các con chiên của ta. Không, con chăm sóc thầy cỡ nào con chăm sóc, nhưng mà con chiên của thầy đưa thì cứng đầu, đưa thì cứng cổ, đưa thì xì ke, đưa thì mà tùy chăm cái gì nói. Thôi con chăm sóc thầy thôi. Này, con yêu mến thầy không? Thầy biết rồi. Chăm sóc chiên con, chiên mẹ của thầy. Lúc nãy chăm sóc con chiên mẹ nó đủ chết rồi. Mấy ông già bà già càm ràm khó tính, về thêm chăm sóc mấy đứa con nít nó khóc loe nghe, chăm sóc cái gì? Chúa thôi, con làm lễ với Chúa thôi, con rước Chúa thôi, con giảng lời Chúa thôi, con chia sẻ lời Chúa thôi, vậy là đủ rồi. Amen, tắt đèn đi ngủ. Này, Phêrô, lại gì nữa? Lần thứ ba, con có yêu mến thầy không? Buồn quá, thầy không tin con. Trên thầy hỏi con tới lần thứ ba. Tin nhau nó một lần là hiểu rồi. Tới lần thứ ba là sao? Thầy biết qua mà. Nếu mà có yêu mến thầy thật thì chăm sóc tất cả các chiên của thầy. Không có chừa đứa nào hết. Lúc nãy là chiên con, chiên mẹ, bây giờ chiên ghẻ. Chơi luôn. Chú bắt mình dính với Chúa thì phải dính với các con chiên của Chúa, dính với những anh em của mình. Mà nếu mà cái đứa nó tốt, nó đẹp, nó giàu, nó sang, nó xinh, nó giỏi, nói làm cái gì? Dính với nó, Chúa khỏi cần nói con cũng dính rồi. Chứ đừng nói. Mình chỉ muốn dính với thứ đó thôi, đúng không? Thế rồi đẹp tôi dính chứ, ngu gì dính với đứa xấu, mang tiếng. Thế là giàu tôi chơi chứ. Giàu nhiều bạn sang nhờ vợ mà, đúng không? Giàu nhiều bạn sang nhờ vợ. Có người nói trời với cha thiệt, mà đúng thật, thiệt thật. Cho nên lúc mà tôi làm lòng thương Chúa, khó có anh em nào mà đồng cảm, đồng chí. Khó lắm. Nhưng trên con đường độc đạo đi, nhưng mà người ta đâu có dính được với mình, vì người ta muốn dính cái khác. Còn mình thấy ngó coi cái gì mà ông nội này, ông Long này ông dính đây rồi, cái bà này thì ghẻ, đây thì dính vô, này là ung thư, này là bỏ Chúa, này bỏ đạo, này ngoại đạo, này tà đạo, này rối đạo, này xì ke, này ma túy, dính tùm lum tùm la hết. Mà ai giờ chơi cha này? Vậy mà ông bảo ông dính lòng thương cho Chúa là sao? Đó, dính lòng thương cho Chúa là vậy đó. Nhánh nào không trong ta không sinh hoa. Cho nên cây nho thật chính là ta, và cha ta là người trồng. Còn các ngươi là những kẻ nho, nhành nào trong ta không sinh quả ta chặt nó đi. Và nhành nào mà sinh quả thì người tỉa sạch để nó sinh quả nhiều hơn. Cho nên dính vào với Chúa như dính vào với cây nho thì mới sinh hoa. Mà không sinh hoa thì bị chặt. Mà sinh hoa kết quả là cái gì? Là để cho những người khác dính vào với mình. Đó là sinh hoa kết trái.
nhận để cho người khác dính vào với mình. Mù què câm điếc. Trên cái hồi mà tôi thứ năm tuần thánh ở giáo điểm tin mừng năm kia, rửa chân, cả 200 người ngồi xe lăn, ghẻ lỡ, khuyết tật rồi đủ thứ hết, mình phải dính vào với họ. Có ai thích gì đâu, dính cái đó. Ta bảo ai ngu gì chơi với hồi đâu vậy. Mà Chúa cứ để cho hồi dính mà mình có chịu được không? Đó là sinh hoa trái. Hoa trái của con là ta nhìn thấy những vết ghẻ lở trên thân thể của con, vì anh em con đã dính vào với con. Hoa trái là những tội lỗi mà con ngồi trên tòa giải tội, con đã lắng nghe, là cái thùng rác mà người ta đổ vào đó. Con đang sinh hoa trái đấy. Hoa trái của con là những đêm mà con mất ngủ, không phải là vì con không ngủ được, vì con không có thời giờ để con ngủ, con lo để con dọn bài để đem lòng thương xót của ta đến cho mọi người. Hoa trái đấy. Hoa trái là tất cả những sỉ nhục đang đổ trên người con, vì con làm lòng thương xót, con phải gánh đủ thiệt thòi, hiểu lầm, nghi ngờ, gièm pha, chống đối, đủ mọi thứ đang đổ trên con. Hoa trái đấy con à. Thôi con lại Chúa. Đủ à. Hoa trái cỡ đó sao chịu nổi. Quả nào ngon, quả nào ngọt thì mình chọn. Hoa trái mà. Người ta nhìn hoa trái là đây này, đây là cái hoa này này. Đó, hoa đẹp này gọi là hoa trái chứ. Hoa này này. Đó. Còn những cái hoa mà nó héo héo tàn tàn này thì sao linh. Không. Hoa trái của ta là những người anh em ốm đau, bệnh hoạn, tội lỗi, yếu ớt, mọi thứ gọi là, xin lỗi, bảo ma chê quỷ hờn, nhưng mà Chúa không chê, Chúa không hờn. Đấy, hoa trái đấy, thưa anh chị em. Hoa trái là cái ông chồng mà nó cọc cằn đây nè. Hoa trái đấy. Hoa trái là con vợ nó lắm miệng đây nè. Hoa trái là những thằng con nó ngỗ nghịch đây này. Đó là hoa trái mà Chúa muốn con dính vào. Để làm cái gì? Để con truyền lòng thương xót sang cho. Tại vì con dính vào với ta, hút lấy ta, hút lấy lòng thương xót của ta. Bây giờ làm sao bảo rằng con sinh hoa trái? Con hút lấy vào rồi con cất đi à? Bỏ tủ lạnh à? Con hút lấy vào rồi con để dành những bước con lên thiên đàng à? Không cần. Dư rồi, thiên đàng thừa. Hút lấy lòng thương xót của ta, để ai dính vào con thì họ được hút lên lòng thương xót đó. Hoa trái, họ cũng cảm nhận được lòng thương xót. Cho nên vì thế mà những người xì ke đến với lòng thương xót Chúa nó mới cai được chứ. Những người nghiện rượu đến lòng thương xót Chúa nó mới bỏ rượu được chứ. Những người mà vợ nào con kia đến với lòng thương xót Chúa nó mới quay về với gia đình được chứ. Vì nó hút lấy lòng thương xót Chúa. Mà con bị hút thì con phải biết rằng đứa bị hút thì nó mất hết sinh lực, hết mất hết. Con dám chấp nhận mất không? Rồi mất thì con được cái gì? Thì chạy đến hút tiếp. Chạy đến ở lại trong tình thương của ta, hút tiếp. Rồi bắt đầu sinh hoa trái là để cho nó hút mình. Mà nếu không chặt ra nha, giỡn mặt ra. Bảo chú ơi, nó hút hết của con rồi, thì mày không cho nó thì mày cũng tiêu. Mày càng giữ lại thì mày bị chặt đi. Mày hút đi, tao cho tiếp. Anh chị em nắm cái đó không ạ? Nguyên tắc thông thường, nếu tắc nghẽn là bị chặt đi, còn nếu thông thường hút tiếp sinh hoa trái, gọi là thông tắc gì đó, thông tắc bất thông, thông tắc bất thông. Mấy ông trong cứu bấm huyệt ông bảo này, cha con bấm huyệt này cho cha này, bấm huyệt này cho cha. Bảo sao vậy? Vì cái huyệt này nó bị tắc, nó không có thông cho nên cha đau, nên con bấm để nó thông thì nó hết thống, tức là hết đau và thống khổ đó. Thông thì hết thống, mà thống thì nó không có thông. Đau là vì nó không có thông, cho nên là phải bị để cho nó thông. Lòng thương xót Chúa ơn phải tuôn tràn qua mình đến người khác. Còn nếu không là nó bị tắc nghẽn, tắc nghẽn thì bị chặt đi. Thầy mấy này nữa trước khi kết này mới sợ. Tôi tính đọc đến đây tôi ngưng. Chúa bảo không, tiếp. Là
còn nhành nào sinh quả. Đánh nhẽ sinh quả thì làm gì? Khen thưởng chứ, đúng không? Tốt con, vào nước trời thượng. Chưa, nghe, nghe, nghe không? Dám nghe thì tôi nói. Nhánh nào sinh quả thì người tỉa sạch. Đã sinh quả là nó ngon chưa? Ngon rồi, mà còn tỉa nữa để cho nó sạch. Tỉa sạch để làm gì? Để nó sinh quả nhiều hơn, lại thêm nhiều thằng nó dính vào với mình nhiều hơn. Nhiều thằng nó dính vào với mình nhiều hơn, mà như thằng ma chê quỷ hơn đấy, đá cá lăn dưa đấy, những người coi trời bằng miệng vung đấy, mà nó đính với lòng thương xót Chúa để nó dính vào với mình, nó hút lấy lòng thương xót Chúa từ nơi mình. Mà đó là cách ta gọi là loan truyền lòng thương xót bằng việc làm chứ không phải chỉ lời nói. Thưa anh chị em, nếu mà anh chị em cảm nhận được điều đó thì giờ là chúng ta thinh lặng để xin Chúa cho con được dính chặt với Chúa. Xin Chúa cho con được dính chặt vào lòng thương xót Chúa, và cho con được biết truyền lòng thương xót Chúa ấy đến với những người đang dính chặt với con, là những người đau khổ, ốm đau, bệnh tật, để chúng con không dính chặt vào danh vọng, quyền lực, tiền tài, chức tước, địa vị. Amen. Chúng ta cùng nhau hát bài Xin Hiệp Nhất Chúng Con.